Radio Trainer ạ. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Sato chúng tôi muốn chia sẻ các bạn về kỹ thuật thi công hệ trồng giường con kê cho khu vực mái của từ đường. Đến bên cạnh đây thì là anh Tiến, là bộ phận kỹ thuật của công ty cổ phần kiến trúc Sato. Anh Tiến có thể chia sẻ mọi người các cái bước để chúng ta có thể thi công toàn bộ cái hệ xà và trồng giường này không ạ? Vâng, thưa anh, tất cả các cái hệ trồng giường này thì là bọn em làm thi công là các cái mái này bọn em làm hết bên dưới. Vâng. Đưa lên rồi em ghép hai bên vào là bê tông bù sắt, rồi bê tông em đổ vào vào trong loay. Vâng. Toàn bộ này là chúng tôi là làm bên dưới hết và vâng, bên trong cũng có hết vỏ bên cốt dưới. Thép. Vâng. Đó. Và anh Tiến chia sẻ với mọi người là cái cách mà chúng ta gắn kết với các cái khu vực trồng giường này với nhau bằng liên kết gì? Dạ, bằng liên kết là tất cả nó có sắt có lên đây ạ. Vâng. Có nghĩa là mình đổ sắt đổ bê tông đây, mình cắm dâu bù chân ở đây là mình liên kết hai cái với nhau nó chỉnh sắt rồi. Đấy. Và các bạn biết này, chúng tôi khi làm ấy là đồng thời có những cái con kê trang trí như thế này. Vâng. Đó. Tất cả đây là đấu và liên kết của nó là liên kết sắt giữa các vâng. cái tất cả có sắt liên kết giữa hai các phần bê tông như vâng. thế này với nhau. Vâng. Đấy, giữa các giường với nhau. Vâng. Đấy, rất là chắc chắn, nhiều khi nhìn này các bạn cảm thấy nó chỉ là kê lên nhau thôi. Vâng, đúng rồi. Cực kỳ là chắc chắn các bạn nhé. Nhưng mà thực ra mình có sắt bên trong đấy. Vâng. Vâng. Hai sợi sắt to, hai sắt 14 thì sao? Vâng. Và anh chia sẻ mọi người cách mà chúng ta làm cái tượng lương. Đấy. Thì chúng ta phải đổ một cái đấu trước các bạn như thế này. Vâng. Cho nó lại cốt thăng bằng. Đó, cái này chúng tôi đổ bên dưới và chúng tôi đưa lên trên đây để gác với nhau. Vâng. Và anh chia sẻ mọi người bê này nặng không? Đó. Và cái cách mà chúng ta bê lên là như nào? Vâng. Với em bê cái này thì nó rất nặng, nhưng là phải là 6 người thì là mới kéo lên được. Vâng. Với em kéo em có khẩu có thời ở đây. Vâng. Với em thời lên thì giờ trong các cái chi tiết này thì tôi sẽ cùng với anh Tiến để giới thiệu các bạn tên của từng chi tiết một để các bạn để nhớ nhé. Anh Tiến phải chia sẻ mọi người đây là chi tiết tên gọi là gì? Đây là đấu dép. Vâng. Anh nói to lên một chút ạ. Đây là đấu dép anh ạ. Đấu gì ạ? Đấu dép. Đấu dép. Vâng. Vâng. Dép. Vâng. Tại sao gọi là đấu dép? Đấu dép bởi vì là ngày xưa ấy thì là cái đế dép của bây giờ nó nhìn cái cụ đóng này nó cứ văn vát đây trở lại. Cho nên là tôi nhìn giống như vậy thì thấy từ xưa là các cụ gọi vậy thì mình cứ cái tên gọi là đấu dép các bạn nhá. Đấy. Thứ hai nữa là cái chi tiết này đi. Vâng, hai chi tiết đây là giường. Cái vâng giường mà đây gọi là câu đầu thượng. Câu đầu thượng. Vâng. Câu đầu thượng. Vâng. Chi tiết này anh gọi là gì? Đây là đấu sen. Vâng. Đấu sen đúng không ạ? Vâng. Rồi, bên dưới này tiếp ạ. Bên dưới này là câu đầu. Câu đầu đúng không ạ? À. Dưới tiếp đây ạ. Đây là giường chữ thọ. Giường chữ thọ. Vâng, đây sao là chữ thọ. Đây ạ. Thì mai kia sẽ có chữ thọ là gắn gắt ở đây. Đây bên này tương tự. Vâng. Đây ạ. Vâng. Đây mai kia có chữ thọ là gắn ở đây. Vâng. Vâng, và dưới đây là câu đầu hạ. Câu đầu hạ các bạn vâng. nhé. Câu đầu hạ. Và đây ạ. Dạ vâng, đây là xà khóa giang. Vâng. Và tiếp đến cái trụ này. Vâng, đây là trụ để cái đỡ câu đầu hạ đây. Và là trụ trốn các bạn vâng. nhé. Trốn, trụ trốn. Tại sao ạ? Tại vì bên dưới nó không có cột thì gọi là trụ trốn hay vâng. là cột trốn. Cột trốn đấy. Vâng. Ok, anh có thể giới thiệu tiếp mọi người đây cái tên gọi là gì ạ? Đây. Đấy. Đây ạ. Anh này đấy, đúng rồi. Vâng, cái này ạ, cái này thì cũng tùy từng nơi gọi, nhưng mà ví dụ người thì có nơi gọi là thượng lương, có nơi gọi là long cốt. Vâng. Tùy là tùy cái gọi, nhưng mà thường trong bản thế chúng tôi gọi là thượng lương. Thượng lương. Vâng. Vâng. Đấy. Và có một số chi tiết nào nữa không anh có thể chỉ cho mọi người được không? Dạ. Ví dụ như cái xà này đi. Cái xà ngang này đi. Cái xà đấy ạ? Vâng. Vâng, cái xà đấy thì gọi là xà khóa. Chà khóa, chà khóa, chà khóa, 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 vâng, chà khóa, vâng, chà khóa lại để đặt cái chà khóa giang cho. Và anh chia sẻ mọi người là mình đang để chờ như này đây là. Dạ vâng. Mọi người nhìn thấy là có những cái hỗ lõm này để chờ vâng. này. Với em đây là để sau này các đòn tay đấy, chà gỗ đấy. Vâng. À, trong từ đường thì gọi là gì ạ? Là đòn tay. Vâng. Thường dân gian gọi là xà gỗ cũng đúng là rồi. Bê tông giả gỗ các bạn vâng. nhé. Sơn giả gỗ bê tông vâng. vâng. Hết bê tông bên dưới là. Sau này lên là đặt em đặt thì đặt vào đây là. Anh có thể chia sẻ mọi người là cái cách mà mình tính toán cái độ dốc để làm sao mà mình chia cái xà gỗ nó đều được không? Dạ. Và mình tính toán như thế nào để mình có thể đúc những cái khối này ở bên dưới? Vâng, có thì tất cả là mình sẽ phải làm hết bên dưới, làm mình làm một hệt ở bên dưới, mình tính toán là tính theo gì ạ? Đúng rồi. Thì mọi người chú ý cho tôi là cái kỹ thuật để làm sao mà toàn bộ cái xà gỗ này, đấy, sau đó tiếp đến hệ dui vâng. và lợp ngói nó vâng. cùng trên một mặt phẳng. Đấy là cái cách khó các bạn nhé. Thì để một cái người thợ mà thông thường mà chỉ làm nhà dân thôi thì họ sẽ không có thể là làm được những cái kỹ thuật như này. Thì bên chúng tôi thì gồm có những nghệ nhân từ bé đến lớn là chuyên ăn và làm những cái công trình kiểu như từ đường hoặc là chùa chiền nhà họ rồi. Nên nếu các bạn mà cần chúng tôi tư vấn về nhà cổ, về cái kiến trúc cũng như cái thi công chọn gói toàn bộ công trình từ đường thì các bạn liên hệ với chúng tôi ở dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.